Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu công ty Oxin Quốc Dân ân cần như ruột thịt. Từ nay chính thức đi vào hoạt động với công suất 1.000 giờ trong một ngày ở các gia đình. Chúng tôi sẽ cung ứng dịch vụ Oxin chuẩn 5 sao. Hãy để chúng tôi làm, hành xương của các bạn là để tận hưởng. Tận hưởng, tận hưởng, tận hưởng. Hay quá, hay quá. Vừa hết pin luôn. Trời đất ơi, cái gì vậy? Đang vui quá trời tự nhiên hết pin làm sao? Trời ơi, nhưng mà lưu rồi. Lưu chưa? Lưu rồi. Ôi, vậy là được rồi. Trời ơi, tưởng chưa lưu không? Nhưng mà tôi thắc mắc nè. Gì? Bình thường cái ngày khai trương á là bạn bè khách khứa là tới là chúc mừng đông dữ lắm. Lắm qua là quá chừng. Sao vắng hoe? Có cái bình bông cúng vậy? Thì tại vì công ty mới mở mà. Ừ, mới. Với lại tụi tôi mới ra nghề có quen biết ai đâu. Có ai đâu khách khứa. Ủa nhưng mà tôi thắc mắc nha. Gì? Hồi nãy bà nói là 1.000 giờ trong một ngày. Rồi nhân viên đâu? Không có ai vậy?